Biết bạn học bị cây đè qua đời, bé trai thoát nạn nức nở. Cây đổ trước mặt, con chạy không kịp. 13 em học sinh bị cây đè trúng, có một em đã không qua khỏi. 12 em còn lại đang được điều trị tại bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tất cả các em học sinh vẫn chưa thôi bàng hoàng sau buổi sáng xảy ra sự việc đầy ám ảnh trên. 26 tháng 5, vụ việc cây phượng bất ngờ bật gốc đổ gục xuống sân trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh được dư luận đặc biệt quan tâm. Có 13 em học sinh đã chịu ảnh hưởng của sự cố bất ngờ này. Sau đó đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên một em đã không qua khỏi. Một nhân chứng chia sẻ trên báo Tiền Phong, cây phượng ngã gần phòng bảo vệ và ngã trong khung giờ sáng sớm chưa phải là thời gian có nhiều học sinh đến trường. Nếu sự việc xảy ra trễ 10-15 phút, có lẽ số học sinh thương vong có thể cao hơn. Thông tin mới nhất từ Bệnh viện An Sinh cho biết rằng bệnh viện sáng cùng ngày có tiếp nhận một trường hợp là em học sinh, nam sinh trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bị thương được chuyển đến. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện, sau đó được gia đình đưa về nhà. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, em AT, 12 tuổi, học sinh lớp 6A8, trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nhớ lại. Sự việc đau lòng vào sáng nay, T cho biết, lúc đó em cùng với các bạn chuẩn bị xếp hàng vào lớp thì bất ngờ gặp nạn. Trước đó con không nghe bất cứ âm thanh gì lạ, chỉ thấy cây phượng rơi nhiều hơn bình thường ở những ngày trước. Bỗng nhiên con nghe thấy các bạn la, vừa quay lại thì thấy cây đang đổ trước mặt. Con chạy không kịp nên bị cây đè lên người và cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Mấy phút sau thầy cô có mặt và đỡ con ra khỏi cây, T kể lại. Thời điểm này đứng gần T có 4 học sinh khác học lớp 6A7. Anh Nguyễn Anh Dũng là phụ huynh của học sinh T cho biết, vị trí cây phượng lâu năm nằm giữa phòng học lớp 6A7 và 6A8 trường Trung học cơ sở Bạch Đằng. Các học sinh xếp hàng vào lớp thì bất ngờ cây đổ xuống. Đồng thời, M lớp 6A8 là một trong 4 bệnh nhân nặng được điều trị tích cực tại khoa cấp cứu. Cô Hồng là mẹ của M chia sẻ với báo chí rằng, con trai mình đang rất đau đớn vì những vết thương trên cơ thể. Cô Hồng cho biết thêm, M biết bạn học cùng lớp đã qua đời. Ca chết rồi hả mẹ? M bật khóc. Cô Hồng nén cảm xúc, động viên con trai. Con đau lắm không? Con đã may mắn hơn bạn rồi, phải cố gắng con nhé. Rồi vội lau nước mắt con mình. Theo cô Hồng, sáng nay mở đi bộ tới trường học. Chỉ ít phút sau khi cô nhận được tin con trai bị nạn, vội vàng chạy đến trường để xem tình hình, rồi vào bệnh viện với con. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Hữu Tùng, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào khoảng 6 giờ 30 sáng nay, bệnh viện đang họp giao ban thì bất ngờ nhận được thông báo từ trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh báo cáo có tai nạn. Ngay lập tức các bác sĩ cấp cứu có mặt tại khoa chuẩn bị tiếp nhận những trường hợp gặp nạn. 8 học sinh được chuyển đến trong tình trạng say sức, có 4 trường hợp nặng, 1 trường hợp gãy xương cánh chậu, mất nhiều máu. Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chuẩn ngay tại giường với bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Phương án được đưa ra là tiếp tục theo dõi trường hợp này, chưa cần can thiệp ngay. Một trường hợp khác bị chấn thương đầu. Bên cạnh đó thì 4 học sinh bị say sức nhẹ đã được cho về nhà. Sáng cùng ngày thì ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi các học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 không thu bất kỳ chi phí điều trị ngoài bảo hiểm nào đối với các trường hợp này.